Vâng, chào tất cả mọi người. Trước mắt chúng ta là con SH Việt Nam 2017 khóa Smart Key, rất là đẹp phải không ạ? Nhưng mà để tháo cái đầu đèn của nó hoặc là tháo cái mặt nạ để chúng ta thao tác một số việc thì chưa chắc một số bạn đã biết, một số anh em thợ còn mới vào nghề hoặc chưa va chạm thì rất là phức tạp nha. Mình nhớ có một đợt là mấy anh em thợ đã phải hì hài hục nữa cái đầu này nè, hì hài hục cả tiếng đồng hồ mà tháo banh gãy mấy cái ngàm mới ra được đó nha các bạn. Trong đó có rất nhiều ngàm nha, khi mà chúng ta dò không thấy ốc thì chắc chắn là gắn bằng ngàm. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta giật như thế nào để cho nó hở ngàm ra mà nó không có gãy ngàm ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo cái đầu này. Đó, tháo cái đầu của SH 17 này ha. Thì để tháo cái đầu này chúng ta tháo hai cái chân kiến xong rồi mình tháo trước ha. Anh em chỉ cần để cái tay dưới này nè, để tay dưới này mình dựa lên nha. Đó, để tay dưới này mình dựa lên. Ok, để mình thao tác cho anh em coi. Đây là toàn bộ ngàm của nó, dưới này có hai cái ngàm hướng xuống nè. Trên này có hai cái ngàm hướng vào và trên cùng có hai cái ngàm nữa. Rồi còn cái đầu. Đầu thì anh em chỉ cần gỡ này lên. Rồi cái mặt này người ta gọi là chiến chắn gió ha, anh em chỉ cần để tay đây. Đây lên. Để lên cả lần nó lên nha. Không có ai cầm máy cho mình thao tác cho anh em coi, để máy lại sai sai xíu đi ha. Đó, để thao tác cho mình coi nha. Đây. Có hai cái ngàm xuống nè, hai ngàm nha. Còn lại là anh em chỉ cần tháo 4 ốc, 6 ốc là tháo mặt nạ ra như bình thường nha anh em. Chỉ là nó khó mấy cái ngàm này thôi, mình hướng dẫn vậy thôi. Ok, còn cái mặt nạ phía trước. Cái mặt nạ phía trước thì chỉ cần tháo hai con ốc và giữa hai cái này. Mặt nạ này chỉ cần tháo hai con ốc. Còn cái này chỉ cần này nhẹ hai cái này cho nó lên ra hai cái ngàm lên nha. Rồi giữa cái này lên nha. Đây. Ok. Mọi người ấy hả?